Chào mừng các ông đã trở lại với bản tin chôn ngày 8 tháng 4 năm 2020. Vừa qua thì Thomas Müller và Bayern Munich đã nhất trí gia hạn hợp đồng thêm 2 năm đến năm 2023. Ưu tiên của tôi là gia hạn với Bayern và câu lạc bộ cũng vậy. Với tôi thì Bayern không chỉ là chủ nhân mà còn là niềm đam mê, Müller chia sẻ. Theo tờ Kicker, kẻ cắp không gian đã bỏ qua nhiều lời mời từ các đội bóng hàng đầu tại giải ngoại hạng như Chelsea, Tottenham hay Everton để tiếp tục gắn bó với ngôi nhà từ thuở niên thiếu của mình. Gia nhập Bayern từ năm 10 tuổi, Müller đã chơi 521 trận cho đội A. Anh ghi được 195 bàn và có 188 kiến tạo. Müller từng giành đến 8 Bundesliga, 5 cúp quốc gia Đức và 1 Champions League với Bayern. Anh là trụ cột của đội trong cú ăn 3 mùa giải 2012-2013. Chúng tôi rất vui khi giữ được một cầu thủ như Müller. Cậu ấy đã định hình câu lạc bộ trong hơn 10 năm qua bằng thứ bóng đá tuyệt vời và phong cách đáng yêu. Thành công của cậu ấy với Bayern và đội tuyển được biết đến trên toàn thế giới. Thành viên ban giám đốc Bayern, cựu thủ môn Oliver Kahn nói: "Có thể nói cả hai bên sinh ra là để dành cho nhau. Tuy nhiên, nhìn thấy mấy tấm hình thì tôi lại cảm thấy cả Müller và Bayern đều rất mẫu mực khi thực hiện đúng giãn cách xã hội. Cầu thủ với chủ tịch đứng cách nhau 2 mét để chụp ảnh. Bây giờ mới thấy quả camera góc rộng, đúng là phát kiến vĩ đại của loài người." Ở một diễn biến khác thì Mourinho đang gặp rắc rối to vì tổ chức buổi huấn luyện đặc biệt. Dịch Covid-19 hiện đang oanh tạc dữ dội ở nước Anh. Vì thế để tránh tình trạng lây lan của dịch, mọi hoạt động ở đây đều đã bị chính phủ đình chỉ. Ngoài ra thì công dân ở đây đều phải chấp hành quy định về việc cách ly trong thời gian này và hạn chế tiếp xúc gần nhau để giảm thiểu tối đa sự bùng phát của dịch bệnh. Thế nhưng, bất chấp quy định của nhà nước, huấn luyện viên Jose Mourinho cùng các học trò của mình tại câu lạc bộ Tottenham vẫn thản nhiên ra công viên tập luyện trong thời điểm này. Một bức ảnh chụp lén đã ghi lại được khoảnh khắc ba cầu thủ của Spurs là Tanguy Ndombele, Brahim Sessegnon và Davinson Sanchez đang đứng gần nhau để tập luyện cùng với ông thầy người Bồ Đào Nha. Sau khi hình ảnh này được đăng tải, thì thầy trò nhà Mourinho đã nhận được khá gạch đá từ các anh hùng bàn phím. Trong khi đó thì về phía Tottenham Hotspur, họ đã nhanh chóng lên tiếng về vụ việc. "Chúng tôi đã nhắc nhở các cầu thủ phải tôn trọng quy định giãn cách xã hội khi tập luyện ngoài trời. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố thêm về thông điệp này," phát ngôn viên của câu lạc bộ nói trên tờ Guardian. Hiện tại thì huấn luyện viên Jose Mourinho cùng ba học trò của mình đang đối mặt với nguy cơ phải giải trình với cảnh sát về sự việc này. Rảnh rỗi sinh nông nổi là đầy chi đâu nữa, chán chả buồn nói. Như những thông tin trước đó cho biết, trong khoảng thời gian chính phủ Anh áp dụng chính sách giãn cách xã hội vì Covid-19, Kyle Walker đã không nghiêm túc chấp hành và cùng một người bạn của mình gọi gái bán hoa về để giải khuây. Sau scandal thác loạn này, Kyle Walker buộc phải đưa ra lời xin lỗi đến các cổ động viên. Thế nhưng với cái sự chơi ngu lấy tiếng này thì không phải một hai câu xin lỗi mà đã xong nhá. Về phía Man City thì vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng trước đó câu lạc bộ này đã tuyên bố sẽ không bỏ qua bê bối của anh. Trong khi đó thì mới đây huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Gareth Southgate đã tỏ ra vô cùng tức giận sau thông tin thác loạn của Kyle Walker và khẳng định anh sẽ không còn cơ hội khoác áo đội tuyển Anh nữa. Được biết hiện tại trong tay Southgate đang có rất nhiều sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh phải. Tấn công thì có Alexander Arnold của Liverpool và phòng ngự thì có Aaron Wan-Bissaka của MU, nên chắc cũng chẳng cần dùng đến một ngôi sao vô kỷ luật và thị phi như Walker đâu. Một nguồn tin đáng tin cậy khác bên cạnh Southgate tiết lộ rằng Walker đã bị vị thuyền trưởng đội tuyển Anh chỉ trích dữ dội vì vi phạm nghiêm trọng việc tự cách ly do chính phủ kêu gọi, và ông không chấp nhận một người có hành động như vậy làm học trò của mình. Cái này thì gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Một cái giá quá đắt cho kẻ thích chơi trội ở mùa cách ly này. Trong khi mà giải Ngoại hạng Anh đang tạm hoãn và chưa ấn định được thời gian trở lại, nhiều người mong chờ dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi và bóng đá sẽ sớm quay trở lại. Đặc biệt là các fan của Liverpool thì mới đây, hậu vệ Shaw bên phía đại kình địch MU lại khiến cho các cổ động viên The Kop giận bay màu khi kêu gọi hủy kết quả mùa giải 2019-2020. Trong cuộc thi Combat Corona Twist FIFA mới đây thì Shaw đã mạnh dạn tuyên bố như sau: "Mọi thứ nên bắt đầu lại, các bạn nên biết điều đó, nếu chúng ta không thể tiếp tục thi đấu thì mùa giải nên bị hủy bỏ." Được biết là ban tổ chức Premier League đang đàm phán với chính phủ Anh về khả năng tổ chức các trận đấu trong sân không khán giả vào tháng 6, nhưng Shaw lại muốn có thể có kết thúc mùa giải với sự chứng kiến của các cổ động viên. Những người hâm mộ bóng đá thì rất là quan trọng, bạn nhận ra điều này, thậm chí còn nhiều hơn ở thời điểm hiện tại. "Tôi nghĩ rằng môn thể thao này dành cho người hâm mộ chân chính, bạn có hiểu ý tôi không?
Tôi nghĩ rằng nếu bạn không có cổ động viên và bạn thi đấu ở các trận đấu trước sự chứng kiến của cổ động viên thì điều đó chắc chắn là không đúng đắn rồi. Đặc biệt vào những ngày có trận đấu, người hâm mộ luôn tuyệt vời và luôn giúp đỡ cho đội bóng. Cho dù là sân nhà hay thậm chí là sân khách thì người hâm mộ của chúng tôi luôn rực cháy và tôi cảm thấy như họ luôn ở đó với chúng tôi. Tôi thì tôi thấy đây là một biểu hiện của sự lươn lẹo, khôn như ông thì quê tôi đầy. Liverpool còn 2 trận nữa là vô địch rồi, giờ có rước cúp hay diễu hành không khán giả hay được treo trong văn phòng thì cũng đâu phải của nhà ông đâu mà ông khéo lò nhỉ. Ngày hôm qua thì tôi nghe giang hồ đồn đại là Juventus chuẩn bị bán Ronaldo, bởi ba đâm ra là một trong những đội bóng bị ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19. Đội chủ sân Allianz được cho là khó duy trì việc trả lương đều đặn mỗi mùa cho CR7. Tình hình tài chính của Juventus đang mơ hồ và trả lương đều đặn cho Ronaldo là nhiệm vụ bất khả thi. Trước đó, Ronaldo đã chấp thuận giảm lương trong 4 tháng liên tiếp để hỗ trợ Juventus. Nếu tình hình dịch bệnh ở nước này không có biến chuyển, chắc chắn sẽ có cuộc họp giữa các bên để quyết định về tương lai của siêu sao Bồ Đào Nha. Nhận được thông tin này, mấy anh bao la cải Salah bên Tây Ban Nha đưa tin Real Madrid sẵn sàng trả 58 triệu euro để đưa Cristiano Ronaldo trở lại Bernabeu trong thời gian tới. Đội bóng Hoàng gia hứa sẽ giữ nguyên mức thu nhập hiện tại là 31 triệu euro mỗi mùa để thuyết phục CR7. Đây thì hẳn là một tin rất vui với nhiều fan của Real, bởi vì từ khi anh bảy ra đi thì chỗ trống của anh vẫn chưa ai có thể lấp đầy được. Tuy nhiên, có lẽ các fan đã vui mừng hơi sớm rồi, bởi nguồn tin thân cận của chủ tịch Perez sớm ra tay dập tắt tin đồn này. Tờ AS cho biết, Los Blancos chỉ muốn chiêu mộ Mbappe, ngôi sao tài năng và trẻ hơn CR7 rất nhiều. Nguồn tin này cũng cho rằng Ronaldo không còn phù hợp với chính sách của câu lạc bộ, dù người đàn ông quyền lực nhất Los Blancos vẫn dành sự ngưỡng mộ cho siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng tin rằng CR7 đã hết thời, vì vậy Los Blancos sẽ không chiêu mộ Ronaldo trong hè 2020. Trước đó thì Ronaldo quyết định dứt áo ra đi sau khi giúp Real giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp. Vấn đề mâu thuẫn giữa hai bên chính là lương bổng hàng tháng. Trong trường hợp Real nói không với kế hoạch chiêu mộ lại Ronaldo thì vẫn còn đó nhiều câu lạc bộ muốn giải thảm mời anh về, trong đó sẽ có gã nhà giàu nước Pháp PSG. Cùng chuyển sang một thông tin khác, như các ông đã biết, Sanchez đang là cơn đau đầu lớn nhất của Man United vào lúc này. Anh chính là người thừa đúng nghĩa ở MU. Nếu như các ông thắc mắc thế nào gọi là ngồi mát ăn bát vàng thì cứ nhìn Sanchez sẽ rõ. Bởi kể từ khi mang anh về từ Arsenal hồi tháng 1 năm 2018, tiền đạo người Chile chẳng đóng góp được mấy, trong khi lại nhận lương cao nhất câu lạc bộ. Sanchez hiện vẫn còn 2 năm trong hợp đồng mà anh đã ký với Man United. Với mức lương tới 500.000 bảng mỗi tuần mà Sanchez đang nhận, Quỷ Đỏ sẽ phải cắn răng mất thêm khoảng 10,8 triệu bảng cho bản hợp đồng hứa này. Với tình hình tài chính bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid như hiện tại, tất nhiên là Man United đang cố gắng tìm cách tống khứ Sanchez đi nơi khác. Vậy nhưng có rất ít câu lạc bộ có thể chi trả mức lương khổng lồ của anh. Trong khi đó, hy vọng Inter Milan bỏ tiền ra để mua đất Anh cũng đã tan thành mây khói khi Sanchez thể hiện một phong độ kém cỏi và lại còn đam mê nằm viện nữa. Hiện đang có tin, West Ham muốn tiếp nhận ngôi sao người Chile. Tuy nhiên, Sanchez sẽ phải giảm sâu mức lương của mình bởi West Ham không phải là một đội bóng lớn và cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng này là tiền đạo Andrei Yarmolenko cũng chỉ nhận có 115.000 bảng mỗi tuần mà thôi. Thế nên, khả năng khá là khó có thể xảy ra. Ngoài West Ham thì Colo Colo, câu lạc bộ cũ của Sanchez và River Plate của Argentina sẵn sàng chi ra 17 triệu bảng, tức là khoảng 20 triệu euro để hỏi mua Sanchez. Vui cho các anh em fan của Rover đây. Vừa qua thì Ronaldinho và anh trai Roberto Assis cuối cùng đã được tại ngoại sau 32 ngày bị giam ở một nhà tù tại Paraguay. Theo tờ O Globo của Brazil, thẩm phán Paraguay Gustavo Amarilla quyết định cho Ronaldinho và Roberto Assis tại ngoại sau khi đội ngũ luật sư của danh thủ Brazil nộp 1,6 triệu đô la tiền bảo lãnh. Cựu danh thủ Brazil và anh trai sẽ tiếp tục bị quản thúc tại khách sạn Asuncion trong khi chờ ngày ra tòa. Trước đó thì từ trong nhà tù ở Paraguay, Ronaldinho đã gửi lời chào tới những người hâm mộ bằng một đoạn video ngắn chia sẻ đầy cảm xúc và tình cảm với các bạn tù. Vẫn là nụ cười tươi rói rói khi đứng trước mọi nghịch cảnh, nhưng lần này, sau cơn mưa thì trời lại sáng, anh đã được ra ngoài và hít thở khí trời rồi. Và tất nhiên là sau khi ra khỏi tù thì anh nhận được sự chào đón của rất nhiều người hâm mộ. Vào tù thì được cảnh sát xin chữ ký, ở tù thì được phạm nhân xin chữ ký, vừa ra tù thì đến lượt các fan đến xin chữ ký. Đã thế lúc ở tù thì lại được chơi bóng thoải mái, được mổ lợn ăn sinh nhật. Khi tại ngoại thì được ở trong phòng khách sạn 4 sao đầy tiện nghi.
Theo tôi tìm hiểu thì Ronaldinho và anh trai sẽ ở phòng sang trọng nhất tại khách sạn Palmagora. Đây là khách sạn 4 sao có tuổi đời gần 120 năm, nằm ở trung tâm thủ đô của Paraguay. Ronaldinho và anh trai Assis sẽ ở tại các phòng 104 và 105 của khách sạn. Đây đều là những căn phòng sang trọng nhất, nằm ở tầng 1 và có giá khoảng 380 đô mỗi ngày. Đúng là huyền thoại khi thi hành án cũng khác người thường. Lobo còn cho biết, ban quản lý khách sạn đã chấp nhận yêu cầu của anh em Ronaldinho và tuân theo các điều kiện do thẩm phán đưa ra. Hai anh em sẽ trả tiền cho toàn bộ thời gian ở khách sạn. Họ sẽ ở lại đây cho tới khi vụ việc được điều tra xong. Bản tin hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các ông trong bản tin lần sau. Các ông nhớ like và subscribe kênh YouTube của Chôn Bóng Đá nhé. Bye bye.